từ Thanh Thuận, Quản Trọng Nghĩa vẫn xuất phát ngay từ đầu. Và chúng ta có thêm một sự điều chỉnh. Tình huống phát bóng của tuyển hai Giang Văn Đức, đội tuyển Thái Lan đã có được điểm đầu tiên trong trận đấu này. Napadet cũng là một gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Anh đã từng thi đấu cho đội bóng Hà Tĩnh ở Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2022. Tấn công biên. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn. Trong trận đấu với Myanmar thì Vũ Ngọc Hoàng cũng chơi tốt với những tình huống tấn công ở vị trí số 3. Đội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đánh biên. Đối phương vừa có thêm một tình huống tấn công tốt ở vị trí số 2 và là cầu thủ bóng chuyền gốc Phi đầu tiên đại diện cho đội tuyển Thái Lan ở cấp độ quốc tế. Tấn công ở vị trí số 2. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng trong sân. Tình huống kết thúc vừa rồi là của chủ công Dương Văn Tiên. Đội tuyển Việt Nam đã liên tục bị đẩy vào thế phải bám đuổi, nhưng bây giờ thì chúng ta đã vươn lên. Hàng sau, tình huống đập bóng rất chất lượng của Từ Thanh Thuận. Một cú đập bóng như trời giáng của cầu thủ mặc áo số 9 bên phía đội tuyển Việt Nam. Dưới phòng thủ rất kiên cường của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ sẽ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ áo xanh. Như vậy là đã có điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống ghi điểm của Dương Văn Tiên. Tình huống đánh bóng ở biên 4 của Dương Văn Tiên. Quản Trọng Nghĩa phòng thủ thành công. Văn Tiên, điểm dành cho Việt Nam 22-19. 3 điểm nữa thôi chúng ta sẽ có được xét thắng đầu tiên. Dương Văn Tiên phát bóng thật sự rất hồi hộp. Cú phát bóng tốt của Văn Tiên. Nỗ lực phòng ngự đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ phải đối mặt. Không, đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Từ Thanh Thuận. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam và chiến thắng 25-23 dành cho đoàn quân của viên Trần Đình Tiền. Tình huống kết thúc của Từ Thanh Thuận. Trong đội hình của đội tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ có khả năng bật đà rất cao. Trong đó Napadet là cái tên có khả năng bật đà ấn tượng nhất với thông số 3m51. Thêm một cú đánh của Anut nhưng chúng ta đã phòng thủ tốt. Ngay sau đó thì Quản Trọng Nghĩa không thể vượt qua được hàng chắn của đối phương. Đối chuyền Thanathat phát bóng. Và tấn công tương đối tốt của Cù Văn Hoàn nhưng chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Hàng sau, cú đánh rất ấn tượng của Từ Thanh Thuận. Cú đập bóng rất mạnh của Kisada. Nhưng ngay sau đó thì Dương Văn Tiên cũng có lời đáp trả. Ở SEA Games 31, như chúng tôi đã nói, chúng ta thắng đối thủ 3-2. Thì SEA Games trước đó thì hai đội không gặp nhau khi nằm khác bảng đấu và cũng không chạm trán nhau ở lượt trận bán kết cũng như các trận đấu phân hạng. Nhưng ba kỳ SEA Games trước đó thì đội tuyển Việt Nam đều nhận thất bại trước đội tuyển Thái Lan. Pha bỏ nhỏ của Văn Tiên. Tấn công ở vị trí số 4 nhưng chúng ta đã có một tình huống phòng thủ tốt. Đối phương rất nỗ lực cứu bóng. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng ngoài mất rồi. Rất đáng tiếc sau tình huống đánh bóng uy lực vừa rồi.
Ngọc Thuần có thể là một phương án mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền cần phải tính tới. Bóng ngoài, đổi vào điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đánh biên. Và tấn công ở vị trí số 2 của đối phương lần này đã bị hàng chắn của chúng ta khuất phục. Phòng thủ thành công. Ngọc Thuần. Ngọc Thuần không qua được các tay chắn đối phương và trận đấu này đã khép lại bằng phần thắng 25-17 dành cho đội tuyển Thái Lan. So với kỹ năng phát bóng thì ngày hôm nay đội tuyển Thái Lan đang làm tốt hơn so với chúng ta. Hàng sau Tư Thanh Thuận. Và phòng ngự quá tốt của libero bên phía Thái Lan. Nhưng sau đó thì chúng ta cũng có được một tình huống phòng thủ trên lưới thành công để ghi điểm. Tình huống di chuyển đánh len rất tốt của Ngọc Thuần. Đưa bóng ra biên. Cú đập bóng chéo sân rất khó chịu. Điểm dành cho Thái Lan. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm được ra phương án để khắc chế đối chuyền bên phía người Thái. Ngọc Thuần. Việc cứu bóng bằng chân không thành công của Anut. Điểm thứ 15 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đánh biên. Phòng thủ thành công. Pha xử lý hai chuyền là của Dương Văn Tiên. Bóng ngoài, điểm thứ 19 dành cho đội tuyển Việt Nam. Văn Tiên. Và đập bóng chính xác vừa rồi là của Ngọc Thuần. Cứu thành công một set point 23-24. Chúng ta vừa cứu thành công 3 set point. Nhưng ngay sau đó lại mất điểm một cách đáng tiếc với tình huống phát bóng của Dương Văn Tiên. Một trận đấu mà chúng ta đã tự mất điểm khá nhiều với những tình huống phát bóng như vậy. Rất hay. Tưởng như sẽ có một đường truyền sau đầu dành cho Cù Văn Hoàn nhưng không, người dứt điểm là Ngọc Thuần. Cú đập bóng rất mạnh từ biên 4 của Văn Tiền nhưng chưa có điểm cho Việt Nam. Phòng thủ tốt. Hàng sau không được. Tình huống đánh bóng ra ngoài của Ngọc Thuần. Quốc Duy hàng sau. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Văn Quốc Duy. Bóng đã chạm người một cầu thủ áo đỏ. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đánh biên. Ngày hôm nay thì cả khả năng phòng thủ bước 1, những tình huống phòng thủ hàng sau cũng như những tình huống phòng thủ trên lưới của chúng ta đều thua kém so với đối thủ. Phòng thủ bước 1 rất hay. Kisada. Chắn bóng thành công, tình huống tấn công của Kisada. Hàng sau. Bóng ngoài. Và điểm thứ 23 dành cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quốc Duy. Chắn bóng thành công và Thái Lan có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Kisada là một sự khác biệt. Cầu thủ gốc Mali này có lẽ vẫn sẽ là người ghi được nhiều điểm nhất cho Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay, cũng giống như những gì anh đã làm được trong trận đấu với Malaysia trước đó.